Trân trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi Góc Nhìn Đa Chiều. Nội dung hôm nay chúng tôi đề cập là vấn đề đáng báo động trong xã hội mang tên ma túy. Trước đây, khi các loại ma túy gói gọn ở một số loại như thuốc viện, heroin, cần sa, thì ngày nay tình hình càng nghiêm trọng hơn khi xuất hiện ngày càng nhiều các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần, thường được gọi với tên lóng là đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ, bùa lưỡi, nấm, vân vân. Nhiều loại ra đời, người bán bất chấp, còn người sử dụng càng ngày càng nhiều và càng lúc càng trẻ quá. Theo nhận định của lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngày càng tinh vi và mở rộng quy mô, các đối tượng chủ yếu từ thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng và Bạc Liêu xuống thuê chỗ ở, tổ chức hình thành đường dây mua bán. Đặc biệt vào ngày 12 tháng 4 năm qua, triệt xóa đường dây mua bán ma túy lớn nhất từ trước tới nay, thu giữ hơn 134 gram ma túy đá và gần 180 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác. Theo cơ quan điều tra, đường dây này do nữ quái Nguyễn Thị Hồng Thanh ở thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Ngoài ma túy đá, heroin đã xuất hiện loại ma túy mới là cỏ Mỹ, tem lưỡi. Đặc biệt, độ tuổi người nghiện ngày càng trẻ quá, có khi là thiếu niên 14 tuổi đang chơi ma túy. Đáng lo ngại hơn, học sinh, sinh viên ở các trường học là con mồi béo bở từ các đối tượng buôn bán ma túy hướng tới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. 6 đối tượng này có tuổi đời còn rất trẻ, chỉ từ 16 đến 19 tuổi, gồm Lê Quỳnh, Vương Liên, Tài Đức, Hồng Cẩm, Văn Hậu và Huyền Trang, vừa bị Công an Phú Quế, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do sử dụng ma túy. Tất cả đều có điểm chung là nghỉ học rất sớm và thường xuyên tụ tập chơi bời lêu lỏng. Sa vào con đường nghiện ngập, dần dà từ có người mạnh khỏe trở thành thân tàn, ma dại và biến mình thành đạo chích, cướp giật, thậm chí giết người để thỏa mãn cơn nghiện. Và cũng không thiếu những vụ án mạng thương tâm do sự ảo giác của ma túy không thể làm chủ được mình. Sau đây là những vụ án điển hình. Qua thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, sự gia tăng của tệ nạn này là một trong những nguyên nhân làm tăng một số loại án hình sự và hoạt động phạm tội. Trong đó, tội phạm hình sự có khoảng 70% là đối tượng liên quan đến ma túy, khoảng 95% người nghiện có hành vi cướp giật. Khoảng 0 giờ ngày 15 tháng 2, ngay tại đầu chợ phường 7, thành phố Vị Thanh, xảy ra một vụ giết người hết sức manh động. Sau khi dùng hung khí truy sát một thanh niên tên Thái gục tại chỗ, các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Qua điều tra, chỉ vài giờ sau, Công an tỉnh Hậu Giang bắt được 2 đối tượng nghiện ma túy là Trần Chí Hiếu, 24 tuổi và Ninh Quốc Linh, 29 tuổi, cùng trú tại thành phố Vị Thanh. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận vì không đòi được số nợ 7 triệu đồng, chúng đã truy sát nạn nhân. Dạ, tại chứ lúc đó là em đã sử dụng ma túy rồi. Lúc sử dụng vô là em sẽ nhớ là những cái lời nói của bà Thái kích động em đó. Rồi em mới điện cho Hiếu xuống đi. Cũng vì ma túy mà đúng 1 năm trước, Nguyễn Khánh Duy, 20 tuổi, trú tại xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, trong lúc ngáo đá đã dùng dao tấn công 4 thanh niên trên đường đón giao thừa về, làm 1 người chết, 2 người bị thương vì tưởng những người này đánh mình tại một ngã ba ở ấp 8, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ. Cái điều đáng lo ngại thì hiện nay cái lứa tuổi là thanh thiếu niên. Đây là một cái lực lượng mà phải nói là lao động ra của cải sản xuất cho xã hội, nhưng mà đã gia dấp vào cái con đường nghiện ngập thì không còn thể lao động được. Tệ nạn ma túy đã gây ra biết bao tác hại cho đời sống xã hội. Nghiện ma túy không những làm suy kiệt kinh tế, băng hoại đạo đức xã hội, mà như quý vị thấy đó, nó còn là mầm móng của rất nhiều tội phạm nguy hiểm. Hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị dứt điểm mà phải bằng sự tự ý thức của mỗi người. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi chia sẻ những tác hại mà chất gây chết người này gây nên để biết mà tránh càng xa càng tốt. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Lực lượng công an dù tấn công triệt phá nhiều vụ mua bán trái phép chất ma túy, nhưng số người nghiện vẫn không giảm và có dấu hiệu gia tăng ở các vùng nông thôn. Trong cuộc chiến dài dẳng này, không chỉ cơ quan chức năng mà đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội, nhất là vai trò của gia đình trong quản lý giáo dục con em tránh xa ma túy. Tác hại của ma túy làm não bộ bị tổn thương nặng nề, gây loạn thần, quan tưởng, mất kiểm soát hành vi. Ma túy tổng hợp được xếp vào loại ma túy độc bản A, người sử dụng quá liều rất dễ dẫn đến tử vong. Người nghiện ma túy tổng hợp hiện chưa có thuốc chữa nên sẽ theo đến suốt cuộc đời. ma túy dẫn tới gia tăng các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, giết người.